thông qua những cái trò chơi thì mình sẽ hạn chế hơn tối đa những cái thất bại cũng giống như là những cái biến cố xảy ra đến với cuộc đời của mình. Xin chào tất cả anh chị em, tôi là Thảo. Tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Thị Thanh Thảo. Năm nay Thảo 38 tuổi. Hiện Thảo đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thảo có hai bé và công việc hiện tại của Thảo đang là nhân viên của SE. Thảo rất là biết ơn thầy Nguyễn Công Thái, giám đốc đào tạo Nguyễn Duy Linh, ban giám đốc điều hành Nguyễn Tiến Quân và ban tổ chức của SE Camp đã cho Thảo một cái cơ hội. Trước đây Thảo đã tham gia 3 kỳ camp trước đây là với một vai trò là học viên. Và kỳ camp thứ tư này Thảo một vai trò mới hơn, đó là một trong đội ngũ mentor, cũng là một phần trong ban tổ chức điều phối chương trình. Thì với một cái vai trò mới hơn thì Thảo nhận ra rất là nhiều bài học cho một người lãnh đạo thông qua bối cảnh và con người, thì giúp cho Thảo tĩnh tâm hơn, trân trọng và biết ơn từng cái giây phút, từng cái con người trong cái bối cảnh đó. Thông qua các bối cảnh thì Thảo có rất là nhiều bài học cho một người lãnh đạo để dẫn dắt đội nhóm, cũng như là giúp cho từng cái thành viên trong đội nhóm của mình, để sau này Thảo có bước ra ngoài về công việc hiện tại thì Thảo sẽ trân trọng và trân quý hơn từng cái con người đến với được cuộc đời của Thảo. Thảo rất là biết ơn và trân trọng. Thảo mong rằng những anh chị em nào mới chưa biết về SE Camp thì hãy cho mình một cơ hội để đến với SE Camp để có những cái trải nghiệm. Thông qua những cái trò chơi thì mình sẽ hạn chế hơn tối đa những cái thất bại cũng giống như là những cái biến cố xảy ra đến với cuộc đời của mình. Để các anh chị để có một trải nghiệm rõ ràng hơn thì hãy tham gia vào cái đội phụng sự của ban tổ chức, thì các anh chị sẽ có nhiều bối cảnh hơn, nhiều cái bài học hơn cho mình khi mà mình ở trong một vai trò là trong ban tổ chức ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.